Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay như tiêu đề Minh sẽ làm một cái clip. Đó là gọi là mình sẽ làm gì khi mà mình để xe lâu ơi là lâu không chạy. Như là trường hợp như bây giờ là dịch bệnh nè anh em, kéo dài luôn. Thì bây giờ là ngày 14 tháng 8 rồi. Hiện tại mình quay clip cho anh em là 12 giờ đêm, 12 giờ 10. Tại vì sao mình phải quay cái clip này? Bởi vì có nhiều anh em inbox cho Minh lắm, kêu anh Minh làm cái clip hướng dẫn mọi người đi. Thì Minh thì không có nhận mình là hay là gì hết. Minh chỉ là muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà Minh đang có. Và Minh bảo vệ những chiếc xe, gọi là bảo trì, bảo dưỡng những chiếc xe của Minh, chia sẻ đến cho anh em. Có thể là nó sẽ thiếu, và có thể nó sẽ không đủ, và có thể nó sai hay là gì đó. Thì chúng ta là một cộng đồng chơi xe, chúng ta sẽ đóng góp ý kiến thêm ở phần comment. Và sau đây là những cái mà Minh đang làm và để bảo vệ cho những chiếc xe mà Minh bán ra, cũng như là những chiếc xe của anh em. Đây là kiến thức từ Minh nha anh em nha. Rồi chúng ta có thiếu gì thì chúng ta hãy comment đóng góp thêm cho cái cộng đồng của mình nó càng ngày càng phát triển ha anh em ha. Thì cái mà anh em lưu ý là để xe sau dịch á, thì nhiều anh em hay hỏi là nó hay đề không lên hay là bị chết bình này nọ đó. Thì đó là cái trường hợp mà xảy ra rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nêu lên ý kiến là mình sẽ làm gì khi mà dịch hoặc là xe mình lâu ngày không đi. Hiện tại là có nhiều anh em là dịch kéo dài hơn cả tháng rồi. Thì nghĩ là có rất là nhiều anh em là rất là lâu rồi xe không đi ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ ha. Cái thứ nhất nha. Cái thứ nhất, điều quan trọng nhất đó là rửa xe cho sạch. Như mình là lúc nào xe về mình cũng phải rửa cho sạch hết. Những anh em chơi với mình hoặc là những anh em qua đây chơi với mình á, là đều thấy mình mỗi khi mà xe về điều đầu tiên mình làm là rửa cực sạch, rửa cho sạch. Bởi vì sao? Bởi vì mà khi mà xe anh em đậu lâu ngày mà anh em để dơ á, thì nó sẽ bám bụi rất là dơ, bụi bẩn. Mà anh em để lâu ngày nữa thì cái những cái bụi đó nó sẽ sau này anh em rửa nó sẽ khó ra. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho những cái chi tiết bị xát. Khi mà một chiếc xe anh em rửa cực sạch với một chiếc xe mà anh em không rửa, anh em để lâu thì á, những cái chi tiết nó dễ bị móc meo hơn. Nó lên móc nè, rồi rỉ xát nè, rồi nhiều cái, rồi dán chuột nó bò vô nè khi chiếc xe mình không sạch. Đó, thì nó rất là nguy hiểm. Cái điều đầu tiên là anh em phải rửa sạch trước. Và những anh em mà chơi với Minh hoặc là mua xe của Minh đó nha, thì anh em cũng biết rồi. Thì Minh có cái gói hỗ trợ rửa xe cho anh em. Khi anh em mua xe hoặc là anh em ở những chỗ khác mà coi kênh của Minh thì qua đây mình vẫn hỗ trợ rửa luôn. Nhưng mà anh em phải nhắn tin trước để mình biết, để mình sắp xếp mình rửa cho một con xe anh em sạch nhất có thể. Thì một chiếc mình rửa, mình chỉ lấy rửa bình thường sơ sơ á, thì mình hỗ trợ anh em là chỉ lấy 50k thôi. Còn đặc biệt rửa xe thì anh em phải có những cái dung dịch tốt nhất để rửa xe. Đó, như mình là có những khách đặc biệt chơi với mình á, là người ta mua những cái dung dịch mắc tiền luôn. Người ta gửi lại để ở nhà mình. Khi nào người ta đem xe qua, người ta chỉ cần rửa cái dung dịch đó cho xe người ta thôi. Còn những anh em bình thường á, thì mình vẫn có dung dịch mà xe của mình rửa, mình sẽ rửa cho anh em. Bên mình á, đúng là mình kỹ tính, thì gặp những bạn á, rất là kỹ tính. Có một anh á, hả, chiếc xe hả, từ lúc mới mua đến giờ hả, cực kỳ mới luôn. Thì anh đã qua mình, là mình một người kỹ tính, thì lính của mình nó cũng rửa rất là kỹ. Thì mình đào tạo đó mà. Thì ảnh mua những dung dịch cực kỳ mắc tiền, thậm chí cái dung dịch dưỡng sơn rửa sơn lên tới 700-800 ngàn một chai. Thì ảnh mua và ảnh để đây để mình mỗi lần chiếc xe ảnh qua thì mình bảo dưỡng bảo trì chiếc xe cho ảnh, rửa cực sạch rồi đem về cất. Vừa rồi dịch bệnh thì ảnh cũng, trước khi dịch bệnh là ảnh qua đây ảnh rửa xong rồi ảnh đem về ảnh chùm mền đó. Rồi cái thứ nhất là rửa xe đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái thứ hai. Bây giờ mình qua cái thứ hai, đó là việc về cái xăng cộ. Cái xăng cộ là cái mà nó làm cho xe mình gọi là sao, khó nổ. Để lâu ngày thì rất là khó nổ. Thì như mình á, mình sẽ bỏ vài cái chất phụ gia vào xe để cho xe của mình á nó để lâu ngày á, nó vẫn gọi là hoạt động lại, nó sẽ trơn tru hơn một chút xíu. Thì cái này á, thì anh em muốn sử dụng thì phải có kinh nghiệm, phải tìm đúng cái phụ gia của nó nha anh em. Còn mà anh em xài nhiều chỗ người ta bán đồ giả rất là nguy hiểm, bỏ vô nó không có giúp cho xe mà nó còn hỏng hại xe theo thời gian nữa. Cho nên cái này thì
bí quyết này thì cũng khó mà chia sẻ cho anh em. Đó, những anh em nào muốn thì qua mình sẽ hướng dẫn về cái bí quyết này. Mà cái điều quan trọng thì anh em về săn cổ thì anh em ở nhà anh em tự bảo quản xe mình, em chỉ cần đậy nắp kính lại thôi, đừng để xăng nó bốc hơi. Với lại anh em để xe chỗ thoáng mát á, đừng có để chỗ mấy cái chỗ ẩm thấp hoặc là những cái chỗ mà dễ cháy nổ. Đó, thì trên cương vị anh em thì anh em chỉ cần vậy là được rồi. Còn những anh em có kinh nghiệm hơn thì người ta sẽ biết xử lý những cái đó. Chứ bây giờ mà khuyến khích anh em mà gọi là đổ thêm những cái phụ gia vô thì mất công mua chúng phụ vô gia giả nó chết nữa. Bây giờ hiện tại á là cái thị trường rất là nhiều đồ giả. Tại vì cái con người mình rất là tham lam anh em, nên anh em cũng thông cảm. Rồi, một cái nữa là anh em hay nói đó là cái thứ ba ha. Đó là bình ắc quy. Bình ắc quy khi mà chúng ta để xe ở nhà lâu á thì nó sẽ có hiện tượng là hết bình nè, hoặc là tuột bình, hoặc là hư bình luôn, thậm chí là hư bình. Thì có nhiều người ta chơi xe á, người ta sẽ có những cái đồ sạc trực tiếp. Anh em có thể lên mạng mua, người ta gắm trực tiếp vào cái bình xe luôn, người ta sạc trực tiếp luôn. Đó, mình thấy nhiều anh em chơi vậy. Còn đối với mình đó nha, thì có thể mà xe để thời gian ngắn ngày á thì mình có thể lâu lâu đề lên nổ, đó là cách tốt nhất. Mà cái cách mà nhiều anh em sử dụng nhất mà mình tham khảo là có nghĩa là để lâu lâu nổ một phát đó. Nhưng mà đối với những cái bình yếu là lâu lâu nổ một phát thì nó cũng không thành vấn đề. Cho nên cái mà cũng dễ luôn đó là anh em tháo bình ra anh em cất thôi. Đó, tháo bình ra cất thôi, không có gì khó hết. Tháo bình ra cất rồi chừng nào đi thì gắn vô lại, còn không thôi mà nó hết bình đó thì anh em sạc bình. Rất là đơn giản, sạc bình rất là đơn giản luôn anh em. Những anh em ở gần đây á, thì qua đây mình làm miễn phí hết toàn bộ. Ví dụ sạc bình thì miễn phí luôn cho anh em. Đó. Còn cái bình á, cái bình thì nó không có quá cao so với phụ tùng đâu nha anh em. Ví dụ như mình bán xe cho anh em nè, bản thân mình bán xe cho anh em thì mình sẽ bảo hành cái bình trong vòng từ 1 đến 3 tháng. Đó. Ví dụ mà anh em hư bình hay là gì đó, hồi qua mình thay mới cho nó không có là gì đâu. Chủ yếu là nó là một cái gọi là cái tình nghĩa anh em thôi, cho anh em yên tâm hơn anh em mua xe anh em đi thôi nha anh em. Chứ cái bình đối với chiếc xe á, một cái bình nó không có là một cái phụ tùng gì quá lớn lao. Cho nên anh em cứ yên tâm về cái việc này. Thì mình thấy cái việc mà không đi thì thôi mình tháo bình ra đi, thì mình cảm thấy nó tốt á. Không đi thì nên tháo bình ra. À, ví dụ anh em để 2-3 tháng, 4-5 tháng thì anh em tháo bình ra đi. Rồi chừng nào đi thì anh em gắn bình vô lại. Mình thấy cái này á, ở hãng không bao giờ người ta gắn bình vô hết. Anh em thấy mấy cái hãng mà xe mới không? Khi mà anh em mua xe á thì người ta mới gắn bình vô, rồi người ta kích hoạt xe lên cho anh em chạy. Đó, thì mình cảm thấy mình để lâu quá rồi, 4-5 tháng, 3 tháng không đi thì mình thấy tháo bình ra là ok. Còn anh em có cách nào nữa tốt đó, thì anh em cứ đóng góp thêm cho anh em. Rồi, một cái nữa đó là mình sẽ nói về dầu nhớt và nước mát. Cái này cũng rất là quan trọng. Thì nếu như mà anh em để xe lâu quá không đi, mà có ý định lâu quá không đi khoảng 2 tháng 3 tháng, thì theo mình nghĩ á, thì chúng ta nên thay nhớt mới. Thay nhớt mới nè, thay nước mát mới. Chứ mình để lâu á, ở trong đó nó sẽ đóng màng á, đóng màng. Hoặc là ví dụ mà anh em chạy nè, anh em sử dụng đi, theo mình hiểu đi, thì anh em sử dụng thì nhớt nó sẽ bơm lên rồi nó sẽ đánh. Thì anh em để lâu quá không sử dụng á, thì nó cũng gọi là một phần nào đó nó ảnh hưởng đến chất lượng nhớt và chất lượng nước mát nha. Cho nên anh em có ý định để lâu thì anh em thay nhớt thay nước mát là một cách tốt nhất. Tốt nhất, tốt thôi, nó sẽ bảo vệ chiếc xe mình bền hơn sau khi mình sử dụng nó. Đó, theo mình nghĩ là vậy. Rồi, thì còn một cái cách nữa của mình nha. Đó là mình để xe ở trong nhà lâu á thì lúc nào mình cũng phải bơm cái lốp lên. Mình bơm cái lốp lên rất là căng. Nói chung là mình có cái máy chứ mình không có canh được, thì nó sẽ bơm lên. Anh em qua đây thì sẽ biết cái thông số vỏ thì nó cho bao nhiêu ký, thì mình bơm đến bao nhiêu ký trong cái đồng hồ nó sẽ hiện lên. Mình có máy bơm, anh em chơi với mình thì cũng biết rồi. Thì bơm lên nó hiện lên đủ ký thì thôi, thì mình để đó. Đó, và khi mà anh em để lớp nó mềm quá nha. Cái lớp này nè, anh em để mà nó mềm quá thì khi mà anh em đậu lâu ngày á, anh em đậu lâu ngày á thì nó sẽ bị xẹp xuống. Thì mấy cái chỗ này nè, cao su nó bị đè nặng lên, nó sẽ bị hư, nó sẽ nứt. Đó, trường hợp này mình gặp rất là nhiều. Đó, thì nó sẽ không tốt, thì mình bơm đúng áp suất lớp rồi mình dựng xe lên. Còn trường hợp mà anh em để quá lâu, gọi là lâu luôn nha,
thì mình bên chống đứng lên. Bên chống đứng lên nó cũng rất là đỡ luôn cho cái lớp xe nha anh em. Đó là những cách của mình. Và đặc biệt hơn là mình có một cái dung dịch dưỡng lớp. Thấy những cái bánh xe ở mình không? Lúc nào nó cũng được dưỡng hết. Thì mình sẽ quay cho anh em coi. Thì một cái dung dịch rồi mình tha lên. Và mình lấy khăn mình lau hết cho sạch sẽ là nó dưỡng lớp. Nó sẽ giảm thiểu cái việc là gọi là chai sàn cao su. Nói chung là trong cái chai nó có ghi á, là nó sẽ giúp cái lớp mình nó sẽ đẹp hơn nè. Thứ nhất là đẹp nè, sạch nè. Thứ hai là nó chống bào mòn cao su á, trong cái chai nó ghi rất là rõ luôn. Thì những cái chai đó thì anh em nào mà muốn mua á, thì cứ liên hệ mình, anh em chơi chung với mình á, thì cứ qua mình lấy giùm cho. Còn những chiếc xe mà anh em mua về nha, là mình đã làm hết những cái bước đó rồi. Những anh em qua anh em cũng thấy là những cái bước đó là mình làm rất là sạch sẽ và lau rất là sạch. Vỏ lúc nào nó cũng phải trong tình trạng đẹp nhất có thể, thì chiếc xe mình dựng lâu nó sẽ không có hư. Đó, đó là những cái bí quyết mà của mình chia sẻ lại cho anh em xem kênh của Minh Biker ha. Còn một cái nữa là khi là những chiếc xe mà anh em mua bên mình đó nha, là nó vẫn được lúc nào cũng vậy, anh em có thể để ý không? Thì mình có xịt lên, khi mà mình để lâu á, thì mình có xịt lên một cái lớp dưỡng toàn bộ vàng nhựa. Cái lớp dưỡng này á, nó sẽ giúp cho xe mình á, nó sẽ bền hơn, nó sẽ không bị nhựa sơn, nó sẽ bảo vệ lớp nhựa sơn mình sau một thời gian sử dụng. Anh em có để ý không, xe mà anh em để lâu không sử dụng á, thì mà anh em không có xịt lớp dưỡng nó lên á, thì nó sẽ bị dễ bị mất sơn hoặc là bị nổ sơn, hoặc là nó sẽ bị gọi là bị mau, rồi sao ta, nếu như anh em để những nơi mà ẩm thấp hay là cái gì đó, nó sẽ bị mau gọi là người ta sẽ nói là mau bạc sơn đó. Nói chung là nó sẽ mau hư sơn. Thì mình đó, mình đã quay cái clip rồi, mình lúc nào mình cũng xịt cái clip đó. Những anh em chơi với mình mà anh em sẽ biết. Thì cái chai đó, những cái chai loại này ở ngoài thị trường cũng có rất là nhiều hàng giả luôn. Và mình mua cái này á, là mình mua của những người quen lâu năm. Nói chung một người chị của mình là chuyên nhập những cái này, thì người ta sẽ biết. Hồi đó mình có mua chúng hàng giả, hàng giả xài nó không có hiệu quả. Thì những cái chai này thì anh em nào muốn sử dụng á, thì anh em cứ qua bên mình, thì mình để lại cho xài, nó rất là rẻ thôi. Chỉ với 100 ngàn thôi mà có thể anh em xài cả 6 tháng 1 năm luôn á anh em. Chỉ với 100 ngàn thôi, 100 ngàn rất là rẻ ha anh em ha. Nó cũng không có đáng nhiều để cho với so với việc mà chúng ta bảo vệ với con xe phần khối lớn của mình. Đó, xe nào lúc nào mình cũng dưỡng hết những cái thứ đó. Và cái chai đó anh em có thể dưỡng lớp thay cái dung dịch luôn nha. Anh em có thể xịt vô lớp nhưng mà nó hơi hao một chút xíu. Nó hơi hao hơn so với cái dung dịch. Dung dịch thì mình ngồi mình chà đó anh em. Đó là một cách mà mình đem đưa đến cho anh em. Và cái chai xịt đó nha anh em, anh em có thể xịt lên nè, bao tay nè, xịt hầu như tất cả chỗ trên chiếc xe đều được á anh em. Nói chung là nó bảo vệ chiếc xe mình rất là tốt. Rồi, một cái nữa là mình phải để xe thoáng mát, giống như mình nè, thấy không? Mình để xe á, cái khoảng cách nó có và rất là thoáng mát. Thứ nhất á, mình để gì á, là nó sẽ không có bị ẩm mốc và nó sẽ không có bị chuột vô đóng tổ nha anh em. Tại vì nhiều anh em mua, mình đã từng là người đi mua rất là nhiều chiếc xe về, và có những xe anh em để không đi á, để không đi, và một cái đặc biệt là anh em hay chùm mền. Anh em hay lấy cái mền anh em chùm lên chiếc xe đó, thì cái đó cũng tốt nha. Nó tốt là tốt, nhưng mà khi mà anh em để những nơi mà ví dụ là ẩm mốc hay là gì đó, thì mấy con chuột đồ nó hay vô đó, là điều kiện thuận lợi, chuột rắn nó sẽ bò vô để mà sao người ta bò vô để mà làm tổ ở trong, nó ở trong đó, nó là một căn nhà tuyệt vời lý tưởng của những con chuột đó. Thì như mình nè, thì mình không có chùm lại. Bởi vì sao? Tại vì mình để những khoảng cách nó xa nhau, với lại nhà rất là kín, không có bụi. Chừng nào mà anh em mình, nhà mình là hai lớp cửa nè, một lớp cửa sắt nè, một lớp cửa sắt này rồi một lớp cửa sắt hồi kia nữa, thì khi mà dịch bệnh hoành hành như vậy thì mình đóng hai lớp cửa lại, thì làm sao mà có bụi vô đó. Thì mình để cho nó thoáng như vậy, nó sẽ không bị ẩm mốc. Và mình luôn có quạt để mát nè, và có máy hút không khí nữa. Mình có một cái máy hút không khí này, nó sẽ hút những cái mùi hơi khó chịu á, để cho lúc nào mình cũng trong cái tình trạng là thơm phức nhất có thể. Đó, thì đó là những cái bí quyết mà mình chia sẻ lại cho anh em. Còn anh em có cái bí quyết nào hay hơn thì anh em hãy comment bên dưới, để cho anh em mình có thể học hỏi nhiều hơn.
và có nhiều thêm nhiều kiến thức. Thậm chí như Minh nè, Minh là một người á, anh em cũng biết là Minh chơi xe rất là nhiều và Minh là kinh doanh xe, thì Minh không bao giờ ngừng học hỏi anh em à. Không bao giờ, hồi đó Minh không bao giờ ngừng học hỏi, không phải là mình tự cho mình là hay hay là gì hết. Minh rất là thích những anh em qua đây ngồi, à có thể anh em có thêm một cái kiến thức này nè, anh em ngồi tâm sự với Minh sẽ tiếp thu nó. Những anh em qua Minh là biết anh em có cái gì hay là Minh đều học từ nó, cho nên anh em đừng có ngại chia sẻ kiến thức lên cái kênh YouTube của Minh. Thực sự Minh rất là thích anh em, những anh em mà hay chia sẻ kiến thức á, tại vì những anh em đó mới là anh em tốt. Những anh em đó mới là anh em tốt, tại vì người ta chia sẻ những gì mình biết cho mọi người để làm gì? Thì mục đích của người ta chỉ muốn anh em là anh em tốt hơn cho chiếc xe yêu dấu của mình. Thì Minh cũng vậy, thì Minh biết những gì thì Minh nói hết, Minh chia sẻ hết cho anh em, để cho anh em cưng chiều chiếc xe, hoặc là anh em đi lại chiếc xe của anh em tốt nhất có thể. Đó, thì một người YouTuber về xe thì Minh chỉ làm được vậy trong mùa dịch để cho anh em coi thôi. Thực sự là cảm ơn anh em rất là nhiều. Và khi anh em coi clip này thì anh em nhớ like và subscribe cho kênh của Minh. Và có nhiều vấn đề nào anh em cần hỏi thì anh em hãy nhớ đăng comment bên dưới để mình biết. Mình còn làm clip cho anh em nữa rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em thấy không? Mặc đồ rất là đẹp như vậy nè. Nhưng mà ở trong nhà thôi, đâu có đi đâu đâu. Rồi bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian, dành thời gian xem clip của mình. Đó, mình tự quay tự ấy luôn nè. Bây giờ là 12 giờ rưỡi nè. Quay xong clip là 12 giờ rưỡi, anh em thấy chưa? 12 giờ rưỡi. Đó. Đó, thì mặc đồ gì chỉ để lịch sự rồi cho lịch sự rồi nói chuyện với anh em thôi. Rồi cảm ơn anh em nha. Đi ngủ.